Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại buổi gặp mặt đầu xuân 2023, đồng chí Giàng Báo Nghỉ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát chủ đề năm 2023 là chủ động, sáng tạo, tập trung nguồn lực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập tỉnh. Cách đây 50 năm vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 1, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Giàng Báo Nghỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Phát biểu chúc mừng năm mới, đồng chí Giàng Báo Nghỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chúc mừng những thành tựu của tỉnh đạt được trong năm 2022. Trong đó nhấn mạnh, kinh tế xã hội của tỉnh đã có bước phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu vượt cao như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 9,0%, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt gần 53 triệu đồng, thu ngân sách địa phương đạt 2.450 tỷ đồng, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, tỷ lệ giảm nghèo đạt cao, tình hình an ninh trật tự ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát chủ đề năm 2023, đó là chủ động, sáng tạo, tập trung nguồn lực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra năm 2022. Quán triệt, thực hiện tốt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về nêu cao trách nhiệm, nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch vững mạnh, gắn với thực hiện kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động và việc thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa 14 gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 sau khi được Trung ương phê duyệt. Khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế trên các lĩnh vực, đầu tư đồng bộ hạ tầng các vùng sản xuất, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, nhất là đối với các xã, huyện dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025. Khẩn trương hoàn thành việc cụ thể hóa các văn bản thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm gắn với thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, công chức viên chức, người lao động. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 50 năm vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, đã tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. Cuộc đàm phán kéo dài 4 năm, 8 tháng, 14 ngày là cuộc đấu trí gắn liền với chiến trường vô cùng cam go dài nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. Đây cũng được coi là chiến thắng vĩ đại, không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Yếu tố quyết định cho thắng lợi của Hiệp định Paris trước hết là yếu tố trên chiến trường, thứ hai là người đàm phán. Nhưng để người đàm phán có thế mạnh thì phải cần hai nhân tố. Chiến trường phải thắng lợi và phải được sự ủng hộ của nhân dân trên thế giới cùng nhân dân Mỹ. Đây là hình ảnh những phong trào phản chiến, ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ, rộng rãi, to lớn chưa từng có của thế giới. Đây là một yếu tố góp phần buộc chính quyền Mỹ ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Paris.
Chúng tôi nhận thấy rằng cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam không hề đem đến điều gì tốt cho người dân Mỹ, cũng như nhân dân Việt Nam. Đó là lý do mà chúng tôi đã tham gia vào các phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam. Việc ký kết Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh về quân sự, chính trị, ngoại giao của nhân dân Việt Nam, đồng thời là thắng lợi của phong trào nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam. Và chúng tôi cũng không bao giờ quên hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới đã bất chấp đàn áp, tù tội, tuần hành và biểu tình để đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh. Tất cả sự đoàn kết và ủng hộ của các bạn là sức mạnh giúp chúng tôi ở trên chiến trường cũng như trên bàn đội nghị. Hiệp định Paris là bước tiến quan trọng tạo ra thế và lực mới cho cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó thì hiệp định này cũng giúp củng cố niềm tin của các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình, cũng như các dân tộc bị áp bức vào sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa và sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, thì ngay hôm sau, ngày 28 tháng 1, Hiệp định Paris chính thức được thi hành ngừng bắn trên toàn miền Nam Việt Nam. Mỹ phải rút khỏi Việt Nam và mở đường cho sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Với thế giới, Hiệp định Paris đã đi vào lịch sử của cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì độc lập tự do, vì hòa bình, công lý, củng cố niềm tin của nhân dân yêu chuộng hòa bình và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vào sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp là chương trình trọng tâm được các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh thường xuyên triển khai, trong đó có các hoạt động hỗ trợ tư vấn thanh niên trong hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Thiết thực trong hoạt động này, huyện đoàn Than Uyên đã tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp thanh niên khởi nghiệp tại trường trung học cơ sở xã Mường Than. Việc định hướng nghề nghiệp sớm giúp các em lựa chọn đúng nghề trong tương lai, vừa giúp đoàn viên thanh niên có thêm cơ hội để tìm kiếm việc làm phù hợp, vừa góp phần vào sự ổn định phát triển của các xã thị trấn trong huyện. Sau đây là ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Tại buổi hoạt động ngoại khóa, Ban giám hiệu trường trung học cơ sở xã Mường Than đã phối hợp với đoàn xã Mường Than tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho hơn 150 học sinh khối 9. Ngoài tăng cường các kiến thức trọng tâm trong chương trình giáo dục phổ thông, các hoạt động ngoại khóa được tổ chức giúp học sinh có thêm các kỹ năng mềm cho cuộc sống. Đặc biệt, việc hướng nghiệp cho các em học sinh cuối cấp 2 sẽ giúp các em có thêm sự lựa chọn và định hướng tốt về nghề nghiệp tương lai của mình. Để thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục của nhà trường trong năm học 2022-2023 và trong kế hoạch giáo dục của nhà trường đã đưa ra một cái nhiệm vụ trọng tâm ngoài cái việc giáo dục về mặt năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thế thì với cái đối tượng học sinh lớp 8, lớp 9 năm nay của nhà trường vẫn đang tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục của chương trình giáo dục 2006. Đấy, và để thực hiện tốt cái giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thì nhà trường cũng đã định hướng cho học sinh trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ học tập của mình. Đó là ngoài việc trang bị cho các em cái kiến thức về các môn học trong chương trình để các em có thể có cái kiến thức thực tế ngoài đời sống để các em gắn với cái cuộc sống của các em trong tương lai, và để cho cái công tác giáo dục hướng nghiệp của nhà trường trong năm học này để đạt được cái kết quả và định hướng cho các em cái hướng đi trong tương lai đối với các em sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, thì nhà trường cũng xây dựng cái kế hoạch giáo dục hướng nghiệp gắn với lại cái nội dung dạy giáo dục hướng nghiệp học sinh lớp 9 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thế rồi thành lập cho trong nhà trường đã thành lập cái câu lạc bộ khởi nghiệp hướng nghiệp để cho các em có thể được tiếp cận với những cái hoạt động thực tế ngoài cuộc sống. Như vậy thì các em cũng đã định hướng được cái việc là học kiến thức gắn với thực tế và nhìn vào cái năng lực, khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của gia đình để các em có thể hướng tới cái hướng đi trong tương lai của mình đúng với cái mục đích và có những cái định hướng tốt nhất cho bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập cũng như là hướng nghiệp của bản thân trong tương lai. Tại buổi giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên khởi nghiệp, đoàn xã Mường Than đã chia sẻ về phong trào lập thân lập nghiệp của các đoàn viên thanh niên trong xã. Sau khi chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên, khi khắc phục những khó khăn, vượt qua những thất bại để đi đến thành công, các em học sinh khối 9 cùng trao đổi và trải nghiệm thực địa mô hình khởi nghiệp của các thanh niên trên địa bàn.
Bố mẹ em hiện nay đang phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp, thì sau này em muốn học sâu hơn để về quê hương của mình phát triển các mô hình trên chính đất nhà của mình. Và theo và hôm nay giáo dục hướng nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, thì em các anh chị trong đoàn thanh niên đã dẫn dắt chúng em rất là nhiệt tình và đã chia sẻ các kinh nghiệm của mình. Em đã rút ra được là mình phải kiên trì với những định hướng của mình ạ. Sau khi được tham gia buổi hoạt động hướng nghiệp khởi nghiệp cho thanh niên thì em cảm thấy là buổi hoạt động ngày hôm nay rất là ý nghĩa. Em cảm nhận được là quá trình khởi nghiệp của các anh thanh niên trong đoàn xã gặp vô cùng nhiều khó khăn, nhưng mà qua đó em còn thấy được thêm là ý chí phấn đấu của các anh rất là mãnh liệt, và cho dù gặp khó khăn thì các anh cũng không bỏ cuộc. Em cảm thấy rất khâm phục và ngưỡng mộ cái ý chí của anh, và qua đó em càng thêm quyết tâm về ước mơ của mình. Em mong muốn là sau này em có thể học hỏi thêm nhiều để quay trở về quê hương phát triển nền nông nghiệp của quê hương đi theo hướng tốt hơn, và mong muốn là đem lại cho người dân một cuộc sống bớt nghèo khổ hơn ạ. Định hướng nghề nghiệp là việc làm có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm lớn của các bậc phụ huynh, thầy cô giáo. Hoạt động tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm do tổ chức đoàn phối hợp triển khai đã trực tiếp giúp các em học sinh biết cách chọn nghề phù hợp với năng lực sở trường, điều kiện, nguyện vọng của bản thân, sát với nhu cầu nhân lực của xã hội. Trong thời gian qua, đoàn xã cũng như là huyện đoàn của chúng tôi xác định là việc phối hợp với các đơn vị trường tổ chức hướng nghiệp cho học sinh. Đây là một trong những nội dung mà được đoàn xã và huyện đoàn chú trọng và quan tâm. Thì việc hướng nghiệp cho các em học sinh nó là một trong những hoạt động mà định hướng để làm sao mà các em có thể nhận biết được năng lực, khả năng của mình để có thể lựa chọn được những ngành nghề phù hợp. Có thể là các em có thể là học lên cao hơn, hoặc là đối với em nhưng có những điều kiện, hoàn cảnh hay là năng lực của cá nhân không phù hợp thì sẽ có những hướng đi riêng qua các chương trình như là đào tạo nghề ngắn hạn hoặc dài hạn, và sau đấy thì sẽ định hướng cho các em qua sở thích, qua nhu cầu của các em để các em làm sao mà tìm được những đơn vị nó phù hợp với lại công việc mà các em muốn lựa chọn. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng định hướng cho các em về câu chuyện lập nghiệp và khởi nghiệp ở địa phương. Thì qua quá trình trao đổi và tư vấn cho các em thì cũng định hướng cho các em là sau quá trình các em có thể đi tìm việc làm, được có thời gian làm rồi thì sẽ quay trở lại về địa phương để tiến hành khởi nghiệp tại quê nhà để làm giàu chính đáng cho quê hương. Với vai trò đồng hành chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên, thời gian tới, các cấp bộ đoàn hội sẽ tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền trường học, tổ chức thêm nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, góp phần thực hiện mục tiêu vì an sinh xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ có gần 3.000 ha rừng, gồm cả rừng trồng chưa thành rừng, trong đó rừng phòng hộ chiếm gần 3.000 ha, rừng sản xuất chiếm hơn 22 ha, độ che phủ tính đến 30 tháng 6 là trên 47,51%. Những năm qua thì công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được xã chú trọng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao nhận thức của chủ rừng và người dân, phát hiện xử lý các vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, qua đó đã kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Những năm qua, công tác bảo vệ rừng luôn được các cấp chính quyền, hạt kiểm lâm tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được tổ chức triển khai thường xuyên. Nhờ đó, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Người dân có thu nhập từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo thuận lợi cho những công tác bảo vệ và phát triển rừng lâu dài. Bên cạnh đó, Phìn Hồ là địa bàn có dân cư không đồng đều, trình độ dân cư thấp, đời sống người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập kinh tế từ rừng còn thấp. Do đó, Phìn Hồ là điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, tập trung tại các bản Xeo Làng 1, Xeo Làng 2, Tà Gành. Bây giờ hiện tại là bước sang mùa khô thì tổ chuyên trách của bản chúng tôi thì luôn luôn đi tuần và đi kiểm tra những khu vực nào mà có khả năng cháy nhất, và chúng tôi thường xuyên là nắm được những cái đấy và cũng cử người túc trực những cái giờ cao điểm, ví dụ như là trưa và chiều đầu gần nám đấy thì chúng tôi luôn cử người để túc trực
hạn chế cái việc mà bị người khác đốt hay là đốt xảy ra những cái vụ cháy bé, thì chúng tôi huy động đầy đủ cái lực lượng dân quân cộng thêm với tổ chuyên trách, thì chúng tôi đã dập tắt và xử lý ngay tại chỗ để không để nó lan rộng ra. Trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với trạm kiểm lâm xã Phìn Hồ tổ chức trên 200 đợt tuần tra kiểm tra rừng, qua đó phát hiện 18 vụ vi phạm, trong đó có 3 vụ có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, 15 vụ vi phạm hành chính. Tổng số đối tượng vi phạm là 22 đối tượng trên 14 vụ. Các tang vật vi phạm đã bàn giao cho hạt kiểm lâm địa phương và cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền. Với sự lãnh đạo chỉ đạo của ủy ban huyện, thì ủy ban nhân xã đã tập trung kiện toàn cái ban chỉ đạo rừng và phát triển rừng, nhất là ủy ban xã đã thành lập cái ban chỉ đạo cũng như là thành lập các cái tổ tuần tra đối với các cái tổ chuyên trách ở bản cũng như là các cái tổ chức đoàn thể ngày là tổ chức tuần tra rừng. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, trong thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, bản, xây dựng nội quy, quy ước và hương ước bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật lâm nghiệp và luật bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao ý thức nhận thức của nhân dân và chủ rừng tham gia bảo vệ rừng, kịp thời chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, góp phần cải thiện, nâng cao cuộc sống của người dân khi bảo vệ rừng. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thời gian qua, xã Bắc Cao, huyện Tân Uyên đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi theo hướng tập trung, và đã có các mô hình chăn nuôi trâu bò tập trung liên gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Trước đây, gia đình anh Mò Văn Vui, bản Quyết Tiến, xã Bắc Cao, huyện Tân Uyên thường xuyên chăn nuôi trâu bò theo hướng truyền thống, chủ yếu là thả rông trên rừng, hiệu quả kinh tế thấp, rủi ro và dịch bệnh cao. Gia đình anh được các cơ quan chuyên môn của huyện và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động đưa trâu bò về chăm sóc tập trung có chuồng trại. Gia đình anh cùng 3 hộ gia đình trong bản chung vốn đầu tư làm 2 trang trại nuôi tập trung với trên 60 con trâu bò theo hình thức nuôi nhốt, mỗi trang trại có quy mô từ 30 con trở lên. Sau gần 1 năm thực hiện mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đàn trâu bò giảm rủi ro bệnh tật, các hộ chăn nuôi giảm được ngày công lao động, chất lượng trâu bò ngày một tăng. Đặc biệt là có lượng phân bón dồi dào để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Từ khi nuôi nhốt tập trung, đàn trâu bò của các hộ gia đình sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện tại thì tôi và một gia đình nữa đang nuôi ở tại chuồng gần 30 con trâu. Và ngày trước thì gia đình chúng tôi nuôi ở trên rừng thôi, nuôi theo kiểu hình thức gọi là nuôi thả rông thôi. Nên là về cái vấn đề dịch bệnh với cả những cái rủi ro thì chúng tôi không thể kiểm soát được. Đấy, nào là được mồm long móng, rồi là mưa gió, rồi là ngã lăn dốc các kiểu nhiều lắm. Và hiện tại thì chúng tôi đã đưa về để nuôi nhốt, và như thế này thì nói chung là rất nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là chúng tôi đã kiểm soát được dịch bệnh này. Đấy, và đã giúp cho con trâu nó sinh trưởng khỏe mạnh vào những cái mùa đông gió rét như này. Bắc Ta là một xã thuần nông, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Để khuyến khích người dân xây dựng các mô hình trang trại chăn nuôi gia súc tập trung theo hướng nhốt có chuồng trại, xã cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi như hỗ trợ về nguồn vốn để xây dựng chuồng trại, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tạo điều kiện cho người dân vay vốn đầu tư con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc để các hộ chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Địa bàn xã chúng ta thì cũng tổ về xây dựng chuồng trại quy mô tập trung, thì xã cũng có 02 điểm chăn nuôi tập trung, trong đó thì có một điểm ở trong bản Nà Sẳng quy mô là trên 35.000 con, còn tại bản Quyết Tiến thì có một điểm trên quy mô là trên 60 con. Chính quyền xã cũng tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân tại các bản, tổ chức làm một số điểm để bà con nhân dân mang trâu từ trong rừng, thả rông trong rừng ra để đem lại hiệu quả kinh tế, với lại phòng trừ một số dịch bệnh cho đàn gia súc để đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân trên địa bàn xã.
Bên cạnh đó, để mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã Pác Ta tuyên truyền vận động bà con nhân dân che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho đàn gia súc, đặc biệt là trong mùa rét, đảm bảo đàn trâu bò được giữ ấm, tích cực trồng cỏ nhằm tăng thức ăn tươi và chất dinh dưỡng cho đàn gia súc. Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 mô hình trang trại liên gia đình, mỗi hộ góp từ 10 đến 12 con trâu bò để tạo thành các trang trại có quy mô từ 30 con trở lên. Sau gần 1 năm xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi trâu bò tập trung liên gia đình, số lượng và chất lượng trâu bò trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc. Thưa quý vị, thưa các bạn, đến thăm đảo Trường Sa lớn, trái tim của Trường Sa, chúng tôi ấn tượng với hai quả cầu lớn hiện diện trên đảo. Quả cầu đó chính là đôi mắt thần của trạm radar 11, quân chủng phòng không không quân đặt ở trên đảo, với nhiệm vụ là trông giữ bầu trời, bảo đảm phát hiện ngay máy bay lạ, vật thể lạ xâm nhập trên cao trong bất cứ tình huống nào. Phóng sự sau đây của phóng viên Trọng Quân sẽ thể hiện rõ nội dung. Mời quý vị cùng theo dõi. Hàng ngày, mắt thần quét sóng liên tục 24/24 giờ nhằm phát hiện các mục tiêu lạ bay trên vùng trời của Tổ quốc tại Trường Sa, kịp thời phát hiện các vật thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, ngày cũng như đêm, không để bị bất ngờ với các tình huống trên không. Công việc của các cán bộ chiến sĩ nơi đây tính bằng phút, bằng giây, chứ không phải tính bằng giờ. Dù căng thẳng, cũng không bao giờ được phép chủ quan, lơ là, luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu với tinh thần cao nhất. Những ngày trước và trong Tết Nguyên đán, nhiệm vụ theo dõi hoạt động của không quân nước ngoài, các máy bay cứu hộ, cứu nạn càng được tăng cường. Trong những ngày Tết Nguyên đán, thì theo kế hoạch sẵn sàng chiến đấu cao điểm của trung đoàn và điện chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị đã tổ chức lập kế hoạch sẵn sàng chiến đấu cao điểm dịp Tết Nguyên đán của đơn vị, tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ về phương án chiến đấu của đơn vị, tổ chức luyện tập phương án chiến đấu theo kế hoạch chiến đấu đã được phê chuẩn. 100% cán bộ chiến sĩ đều yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình chiến đấu, luôn đảm bảo quản lý tốt các tốt mục tiêu trên không, đảm bảo cho bà con ăn Tết vui vẻ. Công tác ở đảo xa, những cán bộ chiến sĩ của trạm radar 11 cũng như các lực lượng khác trên đảo luôn đoàn kết, yêu thương, gắn bó với nhau, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ. Với họ, đảo là nhà, biển cả là quê hương, và phía trên đầu là bầu trời của Tổ quốc. Do đó đơn vị luôn chủ động đón Tết sớm, để lúc nhân dân bước vào đón Tết, cũng là lúc mà các cán bộ chiến sĩ bước vào trận tuyến. Để đảm bảo chế độ ngày Tết, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 292 chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm để cán bộ chiến sĩ trên trạm đón Tết đầm ấm bên đồng đội. Em ra công tác đợt quần đảo Trường Sa được gần 1 năm và với chức trách là nhân viên xe chỉ huy. Với cương vị của mình, em đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần để xây dựng trạm được 2 năm liên tục là trạm được danh hiệu quốc quyết thắng do quân chúng ban trao tặng, chấp hành đúng nội quy, nề nếp của trạm cũng như cấp trên giao xuống, học tập đầy đủ các nghị quyết, nghị định, các chỉ thị được giao, làm tốt công tác canh gác canh trực, thực hiện tốt những quy định, điều lệ của sở chỉ huy nơi em đang công tác. Tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.